sống ngày nay chứ mai biết mất còn, ham chi đó trong môn tội nhục. Phận nam tử biết gì tổ kiếp, phận du mài xanh chẳng biết gì đâu. Anh mặt trời lâu một gạn đông đỏ hồng, ra vô không thấy dạng chồng. Con thơ chiêu chích giữa dòng chữ ba, má đây lễ ứa trang hòa. Thôi con đừng khóc đau lòng mẹ đây. Tháng 10 năm qua ngày tháng lạnh lùng, mẹ giá con coi cam sống lẻ loi hiu quạnh. Giữa bụi còn sướng chích giữa trẻ chiếc dùm thương, giữa cuộc đời bị thảm nhiều thương. Mẹ khóc để mong dạy dỗ cho con đến lúc trưởng thành, nên vinh với thiên hạ. Tuổi cập kê con vừa phải lứa nên con phải trường những nết xấu xa về lấy công ngôn dung hạnh. Đến khi xuất gia tùng phu mới phải gọi một đứng diêu hiền. Tiền diện được câu tứ đức tam tùng, con hiểu gì đâu. Rồi con tuổi vừa nên tám thì cha con sớm bỏ bỏ chồng. Chỉ chiêu chích với khi con nó được đến khôn giàu giàu thì con nó nhớ sách có câu nữ sinh ngoại tộc, ai ai cứ vô để nối dòng. Con gái thì bao giờ phải lo thờ phượng cái nhà chồng. Muốn ngôi xét lợi gì cuộc đời xưa nhau chỉ bấy nhiêu lời. Chàng hãy suy đi nghĩ lợi giờ yếu con thơ khờ dại. Mẹ cha già ai thế dưỡng nuôi. Đêm khuya trong đèn ngồi nú giữa người. Ngồi giữa bể cửa phương phương nhớ quả. Mình ơi hãy mang lấy tâm thân trường chống theo quân thù đỡ đạn cho con. Sống ngày nay chứ mai biết mất còn, ham chi đó trong môn tội nhục. Phận nam tử biết gì tổ kiếp, phận du mài xanh chẳng biết gì đâu. Dòng giống lạc hồng theo chân lính pháp, vì tổ quốc không lo bồi đáp mà nợ dân sang chẳng biết đền rồi. Ham chi giống đó xa giờ chỗ nhục. Trời đất quỷ thần ơi, vì em nói số người ta. Tổ chức dân quân cách mạng phụ nữ của quốc là, chứ em là vợ Việt Giang không ai vũ vào hoàng ngũ, đem xét lại điều xấu hổ. Vì chồng theo bỏ đỡ quân thù Phật nữ nhi em phải tùng khu. Chồng theo giặc lỡ lâm cùng giặc, là chết chiến liệt mình chưa gần mặt. Chết về tay thấy thả cho sông. Mấy ai thờ những kẻ phản dòng, mấy ai lập miễu thờ người phản quốc. Em nhắc giờ để muốn ngươi lì khóc, sung những điều quyết hy sinh. Thà tả tơ giữa lính liệt mình mà lệnh lẽ vợ anh lính pháp. Nước biến lạng nở nàng theo tay mà trái, bây giờ anh chết những ai. Vợ yêu con thơ khờ dại thế nào có giúp. Anh tham lương chi một tháng 150 đồng trong môn tội nghiệp. Nghe tấm thơ này phụ xét thân mình. Anh tham lương chi hà hải chi em làm cho hổ thẹn đất nhà. Mình có chết á, em cũng gian dây dòng hồn như vậy. Xuống. Đây là một nén thương tàn. Đã vì nhà gì nước gì nhà quốc gia mà chúng ta vào số. Nói, chồng chết hả? Hả không có chết, sống dân à? Tôi hỏi vậy cho mấy ông nghĩ coi. Chồng thì đi lính phương xa. Vợ ở nhà thì ở tù như con tôi nhà tôi sống sao? Người ta không cho ngủ vào họ ngủ nữa mà là sống sao? Mà sao? Cho vậy cho nên tôi muốn chết cho rồi, thấy không? Bởi tôi xin viên đạn mà cho chết đi. Đạn mà cho chồng tôi đi về con. Tổng cộng là lúc mà cụ còn trẻ là cụ viết bao nhiêu bài thơ? Thì con trai con trẻ đó. Cụ viết rất là hay nha. Làm phụ nữ đó. Bây giờ hồi đó là cụ viết có viết bài thơ nào cho con của mình không? Biết chứ. Đâu đọc con nghe mấy. Biết đây gì? Thì nên thơ khứ chiến ha. Thơ bình thường thôi. Thơ dạy con á. Thế hay gì? Thanh lên mặt trời lâu một gạn đông đỏ hồng. Ra vô không thấy dạng chồng. Con thơ chiêu chích giữa dòng chữ ba, má đây lễ ứa trang hòa. Thôi con đừng khóc đau lòng mẹ đây, cam hờn cái lũ tà tay, làm cho chồng vợ chia lì bắc nam, chiến tranh cướp của không nhận. Thảm quá sông làng tử gian, tự nhiên bởi lũ mò tà. Anh hùng nợ để đứng ngồi cho yên, ba con mới dứt tình. Ra nơi mặt trận đời tổ tiên. Má chúc cầu giãn sử dụng ngươi, ba con mạnh khỏe đang mà đến tay phá cùng đồn quốc tân lành. Quân thù quyết sạch mới là triệu phu, trời chiều gió thổi vui. Một cây phơ phất quân thù ở đây, ngay khi chúc cảm như vậy, làm cho trần vợ lẽ bày phủ lan, cả kiểu ông hỏi tiên hòa. Xui chi gặp lúc ngang tàn trở chiêu, chiếc lìa hai mối tình yêu. Phủ lan chiếc cánh đạn này thảm thương, kể ra biết mấy đặt, đạn trường. Lan quân chàng hỡi biên cương đô thành, mặt
trời về khuất nó xanh. 6 giờ đã tối chúng canh trên lầu, leo heo đốt ngọn đèn dầu, một mình phòng vắng ông già tôi khóc. Đi khuya lạnh lẽ như tờ, thôi con cứ nhớ mấy lời thở xưa. Ngơ đi ngủ đi con, khóc chi cho mẹ là con nhớ sợ. Ba con dẹp giặt Cà Mau, từng chân bịch lá, rồi xào bát liêu. Đánh cho bọn nó chết nhiều, đuổi ra khỏi nước, mới là bình yên, có lương lại có hoa tiền. Má con mình hưởng tự nhiên rồi, đâu chỉ nhớ con ơi. Ba con trả nợ đời mồi trước, nồi. Má con mình thở đi nhà, nó cái đạp lưỡi gì đó. Như hồi đó anh đào thấy biết thì anh đào lưỡi. Trời ơi, phải nói là trong cái bối cảnh cặp cái lề đường như thế này, không ngờ gặp bà cụ cứ ngỡ rằng là vì cái cuộc sống bà phải mưu sinh, nhưng mà bà cụ cũng có con có cháu đàng hoàng, nhưng mà vì không muốn làm gánh nặng cho con của mình đó nên cụ phải nhặt ve chai, mà thậm chí là những cái lời thơ mà của cụ nói ra làm cho mình càng nể phục và càng thương cụ nhiều hơn. Một là vì cái tuổi già, hai là cũng từng có một cái quá khứ mà chồng của mình phải mất sớm á, và cụ một mình phải gồng gánh nuôi mấy đứa con của mình. Thì thậm chí làm thơ rất là hay cô bác của chị. Nếu như mà có thời gian phải nghe cụ đọc chắc khoảng vài ngày chứ không phải là một hai chục phút như thế này đâu. Mà cũng hữu duyên rằng hôm nay Bùi Hồ lại gặp cụ trên cái con đường này, nghe cụ đọc những cái bài thơ dạy con. Nói ra kể ra là không có dứt. Có 3 ngày không dứt. Để những chuyện lớn nhất thôi, nhỏ không nói đó. Nhưng mà để con muốn gặp lại cụ thì làm sao con có thể gặp lại được? Lấy nhà. Nhà cụ đâu cũng biết đâu. Đi cục cây dưới kia kìa. Dạ. Giáp cái anh nhờ. Nó nói là bà cụ gì? Con kêu là bà cụ gì? Hỏi ta biết. Kêu bằng bà Bảy Minh nè. Bà Bảy Minh. Dạ. Bà Bảy Minh nha. Đó, ngày cụ là ngày nào cũng đi nhặt phế liệu ở trên đường này hay sao? Ngày nào cũng đi chứ. Ngày nào đi. Bà Bảy. À. Hôm nay đến đây á, con có thay mặt quý mạnh thường quân ở cô Mỹ á, tặng cho cụ chai dầu. Thôi đất ơi, để xe chị đi, chị đừng đi. Không, con có, này là cô Mỹ ở Mỹ gửi tặng cho cụ chai dầu. Cô Mỹ ơi. Ở Mỹ á. Làm sao biết rồi mà cảm ơn. Rồi, cảm ơn, nói là cô Mỹ nghe rồi. Đi đâu chị ơi thôi. Ta nói thi ân bất cầu báo. Thi ân bất cầu báo. Mà quân tử thọ ân bất báo, còn chi quân tử mình đã thọ ân rồi mình à không nói và ta gì chứ mình đã sao. Thi ân bất cầu báo mà quân tử thọ ân sao? Thọ nhân bất báo mà quân tử. Họ nhân thọ nhân mà họ dân bất báo thì còn chi là quân tử đúng không? Mình còn gì đâu quân tử. Đây, còn đây là cái phần này của cô Mi gửi, cũng cô Mi gửi cho cụ 1 triệu luôn. Trời đất ơi. Tao nói vậy rồi làm sao ai gửi tao tội cho. Nhận đi chứ. Lãnh người tội thì bắt đầu. Không tội đâu. Cái này, này là san sẻ nhau thôi. Tội à. Không tội. Sao không tội. Cái này là san sẻ nhau. Tao mừng cực khổ mình là ăn hưởng gì tội đấm. Không. Sợ lắm. Thôi nhận đi. Tôi không ăn gì đi. Dạ. Tôi không ăn gì á. Tôi 12 giờ nha con. Nhưng mà nè, cụ nhận đi. Mà ăn cơm này là không ớt chứ không có gì à. Con thay mặt cho cô My gửi cho cụ mua sữa uống nè. Có thể là khát nước, cụ mua nước uống nè. Để dành sử dụng từ từ. Giống như cụ nói cho cô My nghe được rồi. Cái gì mà thi ân bất cầu báo mà nghe không? Nghe. Nghe đâu nghe. Đây mình đây nói đây nghe đi chị mở đi trời. Nè con gửi cô nhận chút con. Ở đây mà đâu mình đã báo ở đây mình làm sao mình nhận ơn ta mới được chứ. Thầy mang ơn. Nói đâu. Tình già san sẻ với nhau mà. Trời nói khổ quá tội chết à. Không tội đâu, cụ cắt vô đây, cụ cắt mới tội á. Hả? Cắt đi. Trời nói đi sao gì lãnh gì kỳ vậy à. Tặng cho cô Miên bài thơ được rồi. Trời ơi, quả hai chú đây thì
bảo chú tới rồi nè bạn. Tặng bài thơ là cô My nghe liền á. Đối với cụ thì cũng không cần có quá nhiều tiền, chỉ cần sức khỏe là đủ rồi. Tuy nhiên đây là những cái phần hiện kim mà Bùi Hồ trích từ quỹ của cô My để gửi cho cụ. Biết đâu đó là trên đoạn đường đi đó, cụ khát nước hoặc là cụ có thể đói thì cụ ghé sử dụng ít cơm, hoặc là mua một ít sữa, hoặc là mua một ít trà để mà uống. Coi như là đây là phần san sẻ chứ không có, không có mắc nợ nần gì đây trơn á. Sao mọi hốt sợ giờ anh sợ nè đâu quá. Cắt đi cậu. Nó không thông thả chứ. Cụ nói cụ nhận tiền cụ không có thông thả. Sao không thông thả? Tại chưa nay đi, chưa nay mần ăn chứ còn. Cụ biết mở chai dầu này không? Biết. Biết hả? Hai nắp nha, cụ phải ấn xuống. Nó khỏi ấn thì nắp. Dạ, rồi, cụ có nói gì với cô My không? Nói gì vậy? Biết nói gì đã. Nói đi cô My nghe. Có, cô My đang coi đó. Cô My đang coi qua điện thoại á. Có đâu. Cô My ở Mỹ đang coi qua điện thoại. Cụ nói không? Không nói. Mình nói gì vậy? Thật thì hữu duyên cho mấy anh em của tụi mình khi mà có mặt ở trên quảng lộ Phụng Hiệp như thế này, gặp được cụ, nghe cụ đọc những bài thơ cũng hay ghê. Đây là những cái, phải nói là trên những cái hành trình dài, đây là những cái tài sản rất là quý báu đối với bản thân của mình. Và đây là những cái thước phim mà phải nói là cực kỳ giá trị đối với bản thân của mình và cũng như là kỷ niệm ngày gặp cụ tại đây. Cũng mong là những video clip như thế này á, cô bác quý anh chị có thể chia sẻ nhiều hơn để biết được rằng một người cụ đang rất là yêu đời, mặc dù ở cái tuổi ngoài 80 rồi. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô My ở Mỹ, trích quỹ của cô để gửi cho cô.